Hello, Phong Lê xin kính chào quý vị. Hôm nay Phong Lê và anh Vũ Râu đang ngồi ở tại một cái quán cà phê Flavor. Thì Phong Lê muốn tóm tắt hôm nay muốn ngồi với anh Vũ, tại vì anh Vũ là một người rất là biết hiểu biết về nói chung là những cái cuộc chiến trên YouTube. Cuộc chiến trên YouTube thì hôm nay Phong Lê và anh Vũ muốn ngồi tóm tắt lại là chuyện gì đã xảy ra, và để nếu các bạn nào mà không biết về cái title của hôm nay là cái là Dũng Taylor, bà Nguyễn Phương Hằng, Quốc Võ và ông gì đó. Trust Media. Nói chung là một cái cuộc chiến giữa hai bên khác nhau, đánh qua đánh lại bùng nổ trên mạng. Thì nói chung là mọi câu chuyện bắt đầu là cái gì? Một câu chuyện bắt đầu là do ông Vũ Hoàng Yên. Vũ Nam Yên. Đúng rồi. Vũ Nam Yên. Mày nói chuyện cái đâu mày phải nói Vũ Nam Yên. Ê, Vũ Râu xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay là ngày rất là đặc biệt. Vũ Râu tự nhiên tình cờ mà có sắp đặt là Phong Đờ Lê gọi Vũ Râu ra ăn phở, cho ăn tô phở là bắt nói. Không phải miễn phí. Ra là mới vừa ngồi xuống gấp đầu tiên là anh Vũ lát mình làm clip nha, làm ngang cạnh hông liền. Nhưng mà không sao, chuyện này chuyện nhỏ thôi. Vũ Râu sanh ra để nói mà. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ thưa quý vị, thì cái gì bây giờ cái câu chuyện bắt đầu là từ ông Vũ Nam Yên. Vũ Nam Yên là một lương y. Nếu quý vị nào chưa biết thì Vũ Nam Yên là một lương y, một người mà thần y chữa bệnh ở trên YouTube. Đúng vậy, ông vô đi chữa bệnh. Đi. Vô mấy quý vị nào cứ vô coi thì cái ông này ông đi là ông chữa bệnh là ông bóp ông tán vô mặt người ta, ông có thể chữa bệnh câm, bệnh mù, thục dương rồi cái gì ông cũng chữa được. Đó, ông lên Facebook là ông đi thì cái vụ đó bùng nổ là từ cái ông đó là đến sau đó nghĩa là ông này ông đã nổi tiếng gần 10 năm nay, 10 năm, 10 mấy năm, 14 năm rồi. Đúng vậy, thì sau đó là đến sau đó thì mới gần đây nhất là vụ của sau đó có bà Nguyễn Phương Hằng là một đại gia rất là giàu, là công ty Đại Nam, quý vị Đại Nam là chỗ là một cái cung điện ở Việt Nam kinh khủng luôn đó. Thì bây giờ ông bà này bà nói cái gì vậy ông Vũ? Không, thì đầu tiên ra đó là các bạn đã theo dõi rồi cái vụ việc này 3 tuần rồi. Ok, nhưng mình nói cho những người chưa biết. Ok, thì đá sơ ha. Thì bà chị Nguyễn Phương Hằng này là đứng lên để mà tố cáo vạch mặt ông Vũ Nam Yên này, là nói ông này là không phải là thần y, không có thần thánh như ông này hết, là một người lăng băm thôi. Không chữa mà chữa chạy chứ không phải là chữa đứng ở một chỗ. Ông cứ chạy lòng vòng không qua Mỹ chữa cũng vậy. Chữa xong 2-3 ngày một nơi ở trong chùa không nha, chứ không có vậy. Rồi xong rồi có một vụ xảy ra chết người nữa, một cái bé trai 29 tuổi. Thì đó rồi, thì chị Nguyễn Phương Hằng này đứng lên để mà tố cáo ông này. Thì trong ở cái vấn đề đây có này có hai vấn đề là, bây giờ đang xảy ra tới hai vấn đề là một á, một á là chị Nguyễn Phương Hằng này tố cáo ông Vũ Nam Yên này là thầy lăng băm chữa không có hiệu quả, rồi miệng thì nói là không lấy tiền, chữa bệnh miễn phí, nhưng mà thật ra là lấy cho đệ tử lấy tiền làm sao á, không tiền triệu không chứ không phải là tiền chục ngàn nha, trăm ngàn không có. Thì nhưng mà chị nói chị đã cho ông Vũ Hoàng Yên này cũng mấy tỷ xong rồi, hai bên gặp nhau, hai vợ chồng của anh Dũng Lò Vôi là chồng của chị Nguyễn, anh Dũng Lò Vôi cũng là một đại gia. Đại gia chồng của chị đó là nói chung là hai người này là giàu kinh khủng, cực kỳ đó. Thì hai người này mến mộ cái tài năng, cũng là bị thuốc, cũng là bị dư luận với lại truyền thông thuốc. Thành thử ra hai vợ chồng này mới mời ông quen làm quen với lại ông Vũ Nam Yên này, mới giống như là rất là thân, chỉ trong thời gian ngắn thôi, chơi nhau có một năm thôi, thì đem tất cả các giống như là cho rất, tiền cho rất là nhiều tiền cho ông Vũ Hoàng Yên, mà về sau này hai bên có xung đột nên chị Hằng mới gọi ông này là Vũ Nam Yên. Thì khi sau chị Hằng tung ra những cái clip mà là để làm bôi nhọ cái tên tuổi của ông này và đã nói ra sự thật á, thì là cái ông này là ông nói chung là mọi thứ ông sụp đổ hết. Chị Hằng chỉ cần lên phía YouTube mà dùng cái tên tuổi của chị Hằng, dùng cái công ty của chị Hằng làm cho ông này sụp đổ hết thì sẽ trả đáng gia bại sản, thì sẽ phải trả tiền lại, có khi phải đi tù nữa. Đúng rồi. Đúng vậy. Đang điều tra.
Thì bây giờ đang điều tra. Thì rồi sau đó thì hả, tưởng là vụ đó là tưởng là hả, xong rồi chưa. Sao nữa, sau đó là đến có ông nó không xong xong rồi anh thì Dũng cái ơi, cái đến, việc đến Dũng Taylor, Dũng Taylor. Ờ thì đang cái chuyện này đang xảy ra giữa bà Nguyễn Phương Hằng, chị Nguyễn Phương Hằng và anh ông Lương Y. Ông Nam Yên. Ông thì tự nhiên cái không vậy. Ở bên hải ngoại này tự nhiên mình xuất hiện thêm một cái kênh YouTube cũng lớn lắm, rất là lớn, đó là anh kênh YouTube của anh Dũng Taylor. Đúng vậy. Dũng Taylor là ai? Dũng Taylor là ai? Kính thưa quý vị, Dũng Taylor là ai? Dũng Taylor là chồng của chị Thu Phương hiện nay. Đúng rồi, thì anh Dũng Taylor anh làm một cái kênh YouTube mà cũng rất là nhiều người coi, ảnh làm những tin tức này nọ. Thì anh Dũng Taylor này ảnh có hả nói về cái chuyện này. Và anh nói về chuyện này không biết anh nói không, anh phải. Đây. Mình hình như mình nắm rõ hơn không được rồi. Đúng rồi. Ok. Thì cái vấn đề tại sao anh Dũng Taylor này lại dính líu tới chuyện Nguyễn Phương Hằng? Là một cái sự gọi là rất là mình nói sao ta, cái miệng và cái thân hả? Dạ. Thì hai anh có, trên cái kênh của YouTube của anh Dũng Taylor á, anh có mời một cái người đó là tên là cái anh bạn đó mình cũng biết, mình có gặp qua rồi, đó là anh Tuấn là chủ nhà hàng, chủ cái cơ sở gọi là Thiên Môn. Chuyên môn trong người chết á. Đúng vậy, một lần nữa nói anh Tuấn là ai? Anh Tuấn đó. Anh Tuấn là một đại gia rất là giàu ở bên đây. Và anh Tuấn có biết bao nhiêu cái xe Lamborghini, xe gì, xe đồ Bentley, mấy cái xe mà cổ, siêu xe rồi với lại Tuấn, những chiếc mô tô. Anh Tuấn rất là giàu, bởi vì mình hôm nay mình nói chuyện với người giàu đồ đâm chém nhau trên đó. Thì hai người anh Dũng Tài Lôi với anh Tuấn này lên trên mạng thì không biết nói vì cái lý do gì đó lại đem cái xác đẹp của chị Nguyễn Phương Hằng ra để mà bàn tán. À, thì cái đó nó là cái lý do tại sao mà anh Dũng Taylor lại involve vô cái việc đấu đá giữa chị Nguyễn Phương Hằng và Dũng Taylor. Đó là cái nguyên nhân. Nghĩa là anh Dũng Taylor đã anh tưởng tới hồi giờ Dũng Taylor và anh Tuấn nói chuyện về cái vụ mà Dũng không phải cái vụ kia của Nam Yên mà lại bình luận về cái sắc đẹp của chị Nguyễn Phương Hằng đúng không? Đúng. Nguyễn Phương Hằng và sau đó chị Nguyễn Phương Hằng đã tấn công nghe được. Chị nổi nóng lên tấn công chị đúng hả rồi. Làm video chửi đúng, lại bên Dũng rồi. Bên Dũng Taylor đúng rồi không đó. Đầu tiên là chị viết những cái dòng cảm nghĩ của mình lên trên cái Facebook của chị. Thì anh Dũng mới có người gửi cho anh Dũng hay sao biết được thì hai bên bắt đầu có chiến tranh thì bắt đầu và từ đó chiến tranh giữa các vì sao xảy ra. Rồi sau đó nó gọi là xì tower á, xì tower chiến tranh xì tower thì sau khi mà hả anh Dũng thấy được thì anh chị Nguyễn Phương Hằng có làm một cái video để chửi anh Dũng Taylor. Đúng rồi. Chửi Dũng Taylor thì anh Dũng Taylor mới làm một cái video khác để nói lại phản bác lại và anh nghĩa là cái xin lỗi đúng không? Cái vụ xin lỗi có vụ xin lỗi là của anh Tuấn Hồn. Tuấn Hồn. Đó thì cái tại sao cái đó lại quan trọng nè. Cái nếu mà xin lỗi bình thường thì mình cũng nói, nhưng mà anh Tuấn này ảnh có cái hành động hơi bị quá biết không? Coi như trong cái giới chuyên môn của mình mà đóng phim nó gọi là làm quá. Lúc nào cũng vậy, làm quá thì anh Dũng này Tuấn ảnh khi mà gần kết thúc cái video đó, cái YouTube đó thì ảnh lại có cái hành động là anh lấy cái quần slip thì anh đội lên xong anh quyện lại nữa. Thì cái hành động đó một số người ta nói là phản cảm. Không có ra mặt, không có đúng cái thuần phong mỹ tục hay là một cái gì đó mà không có nói lên được cái gì hết. Nếu mà anh làm bình thường xin lỗi bình thường, còn cái này giống như một cái hành động vừa phản kháng mà vừa làm quá nữa. Đó thì sau khi clip mà anh Tuấn lấy quần slip đội lên đầu và để xin lỗi chị Nguyễn Phương Hằng làm video chửi lại đúng không? Đó làm video chửi lại và sau đó nhưng mà khi mà cái video đó thì cô chị đã Facebook của chị đã bị lock. Bị block tại vì có thể là chị 3 ngày, có ngày thể đó. Là chị kêu gọi người ta không phải chị nhưng mà tại vì fan của chị Hằng
cả 2000 cái lời mà đe dọa, bình luận, bình phẩm về cái vụ việc mà anh Dũng Taylor với lại cái anh Tuấn này á, thì những cái lời đó nó thật sự nó là những cái lời mà YouTuber nó lên trên vocabulary nó đa cũng có. Nó kinh khủng quá. Thứ nhất là bên fan của chị Hằng chửi kinh khủng quá, và nó có thể những lời đe dọa, những lời miệt thị, những sỉ nhục hay là thì đó, thì YouTube thì Facebook của chị Hằng đã bị khóa trong 3 tuần. 3 ngày. Đó, trong 3 ngày thì sau khi mà Facebook chị Hằng bị khóa thì anh Dũng Taylor vẫn chiến tranh, vẫn ra những cái video, vẫn ra những cái status rất là kinh khủng để tấn công chị Hằng. Đúng không? Và tấn công chị Hằng, và còn ra nữa, anh Dũng Taylor còn một chiêu rất là hay. Anh Dũng Taylor đã nhận được một cái bí, anh Dũng Taylor đã liên lạc được với ông Dũng Nam Yên. Đó, đầu mối đúng không? Ông Dũng Nam Yên đã gửi cái clip qua cho anh Dũng đâu? Không phải, một người khác. Đó là một cái ông gửi với ai gửi? No. Thì đúng rồi, cái vụ này là cái clip mà video cái voice á, cái clip đó là cái clip của một người nữ nhà, giống như là nhà báo nữ gửi riêng cho anh Dũng Taylor. Đó là cái clip thứ nhì. Clip thứ nhất là của một người khác post lên. Anh Dũng là được một người ở bên Việt Nam á, mà người này là người nữ, mà nhà báo cũng khá tiếng tăm. Thì ông Dũng Nam Yên tung ra mà. Thì đó thì cái này là chỉ là một cái hình thức thôi. Nhưng mà mình thì mình suy nghĩ mà đúng là tại vì của ông Dũng Nam Yên, ông đưa qua cho một người khác, chứ ông không có cái này mình gọi là ném đá dấu tài đó mà. Ném đá dấu tài. Đúng không? Đúng rồi. Thì trong cái clip đó thì trong anh Dũng Taylor mới tung ra hai cái đoạn ghi âm của chị Nguyễn Thu Hằng khóc lóc và năn nỉ ông Vũ Hoàng Yên làm gì để muốn đi theo ông Vũ Hoàng Yên, để nói chung là để đi theo ông Vũ Hoàng Yên trao thân gửi phận yêu, cho yêu ông Vũ Hoàng Yên. Và clip thứ hai thì chị cũng còn kinh khủng hơn, là cái đoạn ghi âm thứ hai là chị khóc lóc để mà chị muốn bỏ anh chồng để đi theo ông Vũ Nam Yên. Thì ra là thì nghĩa là theo cái phần của chị thì chị nói gì tại vì cái clip đó? Cái vấn đề cái thứ hai đó là cái clip thứ hai á, là nói chung là ông Vũ Nam Yên á, ông không có muốn cho chị Hằng ly dị. Tại vì nếu mà chị Hằng có hành động ly dị thì cái tài sản, cái khối tài sản khổng lồ đó sẽ mất đi, đúng không? Nó không có. Thì ổng còn ra một cái phán quyết rằng là ông Dũng Lò Vôi sẽ chết vào năm 63 tuổi. Được. Thì cứ ngồi đó đi chờ đi, ông Dũng Lò Vôi sẽ chết. Thì khi mà chết đi thì là khối tài sản khổng lồ đó sẽ thuộc về chị Nguyễn Phương Hằng. Thì ông Dũng Lò Vôi có thể thao túng. Thì khi mà đương nhiên rồi, khi mà cái người chồng ông Võ Hoàng Yên sẽ thao túng trên cái số khối tài sản khổng lồ đó. Mà ổng còn nói còn thêm một cái vấn đề nữa là cái hộp biết chị Hằng là một người mê hộp xoàn, chị Hằng có cả ký lô hộp xoàn. Thì nói bây giờ thôi, giờ gửi cái ký lô hộp xoàn đó cho ông Võ Hoàng Yên đi, để cho ổng giữ giùm cho, để mai mốt ông có cái mà ông bán ra nuôi con giùm cho. Thì cái chuyện đó rất kinh khủng đó, nghĩ sao mà đi nói chuyện với nhau bà chị Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Phương Hằng khóc lóc tâm sự với ông Vũ Nam Yên, mà Vũ Nam Yên đi thâu lại không được sự đồng ý, mà ý là ổng là đã tính trước rồi, nghĩa là một ngày nào đó sẽ chuyện sẽ bể đổ bể ra, và ổng sẽ có một cái bằng chứng, ổng sẽ có một cái một cuộc thâu băng vậy đó. Ổng là một con người rất là bí hiểm nha, người nào đi thâu thâu vậy là điểm rất là bí hiểm đó. Thì có chuyện là đang xảy ra như vậy thì bây giờ là sao nữa? Bây giờ đang chuyện gì xảy ra rồi? Bây giờ là đang chị Nguyễn Thu Hằng đã bị cúp Facebook, bị cúp YouTube. Bây giờ chị cần phải có một cái đầu gì đó để ra, để chống chọi lại với những YouTuber bên đây, với chống chọi lại với anh Dũng Dũng Taylor và những cái YouTube nào bên đây nữa chửi nó nói gì đó. YouTuber bên đây. Thì bây giờ các bạn biết cái vấn đề này nó xảy ra nó quá lớn đi, mà nó quá nóng, nó hot. Không những ở trong nước mà ngoài nước luôn, giống như cái nơi tụi này đang ở á, thì ông Vũ Nam Yên có qua đây rồi mấy lần, cũng có trị bệnh đây, thành thử nó có liên quan tới mình luôn. Đúng rồi. That's why. Thì như nãy mình mới nói trình bày là vô hình chung, tự nhiên ở đây có cuộc chiến tranh của các vì sao. Đúng vậy. Đúng không?
thì bây giờ ở bên Mỹ này bây giờ chị Nguyễn Phương Hằng phải đấu với lại hai cái trang YouTube, hai cái chứ không phải một cái. Một á, cái đầu tiên á đã xảy ra thì với anh Dũng Tyler, và cái kế tiếp nữa là lại đụng tới một người YouTuber ở đây, mà cái người đó thì mình cũng không sao lạ gì, đó là cũng mình không thể nói, có thể nói là quen biết đi, mình có gặp qua, ảnh có phỏng vấn mình mấy lần rồi, đó là anh, cái kênh của anh William Church, đó là anh Nam Quang cộng với lại một người partner của Nam Quang là anh Nguyễn Tiến Dũng. Nguyễn Tiến Dũng là một người mình cũng biết, mình có cũng có nói chuyện qua rồi, anh là một ca sĩ. Thì vô tình, không biết là vô tình hay hữu ý gì, nói gì nói gì chị, lại là cũng về vấn đề sắc đẹp, cũng là vấn đề này nọ. Sao tự nhiên đàn ông trai mà đi nói về sắc đẹp ta, mấy anh không có nên làm vậy. Bởi vì mình nói rồi, mình có lên một cái YouTube. Tuy mình nói mình chửi người ta, chửi thẳng không? Chửi thẳng hay là gì, mình đi nói xấu về sắc đẹp người ta thì không có nên. Em thấy em đấy thì không có nên. Anh thấy dù mấy anh nói về chị này không tốt, chị này làm này không tốt được, ok. Mà để nhưng mà đánh mà đi nói xấu người ta về sắc đẹp thì cứ là giống như một cuốn giống như đá, giống như đá vào giải tao vậy, chơi kỳ quá, giờ không tốt, mấy anh phải là sửa đổi. Đấy, bởi vậy nên Vũ Râu đã từng nói rồi. Vũ Râu bây giờ nhắc lại nè. Ở Bosa này, máu lửa này á, có ba vấn đề mình không bao giờ mà mình được bàn cãi tới, đụng chạm tới, nó vô cùng nhạy cảm. Đúng rồi. Thứ nhất là gì biết không? Gì? Tôn giáo. Vấn đề thứ hai nữa là gì biết không? Chính trị. Nhạy cảm lắm. Và vấn đề thứ ba ghê hơn hai vấn đề trước nữa là cái sắc đẹp của tao. Thì mày tin không? Nếu mà mày chửi cha tao. Tao còn bỏ qua được, chứ mày đem cái sắc đẹp của tao ra mày bình luận ở trên mạng là chuyện mày lớn rồi đó. Thấy không, rõ ràng đúng không? Bởi vậy cho nên đó là cái quan trọng nhất. Rồi thí dụ bây giờ thì bây giờ là sao nữa, bây giờ chị Hằng đang làm gì để phản kháng đây? Bây giờ chị Hằng đang làm gì để phản kháng đây? Đó, bây giờ để sẽ có đã có một chị Hằng đã kiếm được một đồng minh ở bên tại Bosa này nữa là anh Quốc Võ. Đó là kênh của anh Võ, mà kênh của anh Võ cũng xa lạ gì. Cái Quốc Võ, cái người mà partner của Quốc Võ mà lúc nào cũng đi song hành với Quốc Võ là ai các bạn biết không? Là anh Vũ Râu. Thành thử ra bây giờ không, thật sự cái gì mình có mình nói, cái gì mà sự thật mình thấy sự thật rồi mình nói, không thì mình không nói. Thì lý do tại sao mà anh Quốc Võ đứng ra để mà bảo vệ chị Hằng là tại vì anh Quốc Võ thấy được cái sự việc là ông Lương Y, và Lương Y nó lan bấm Vũ nằm yên, đã lương gạt tất cả mọi người trên toàn cộng đồng mạng, trên toàn thế giới đi. Chữa bệnh không có chữa bệnh mà trên tào lao. Thứ hai nữa là anh tại sao muốn gọi vô, tại có thể là bên đây như có những hai cái kênh YouTube đang tấn công chị Hằng, mà bây giờ chị Hằng không có một cái trang YouTube để chị Hằng để bên Mỹ để mà đưa ra cái tin giống như là phải chống phá, nghĩa là mình giải thích hay là có thể là giống như tại hai bên một bên bên chửi bên kia thì không có để mà để lên mà để nói lại để đúng mà rồi. Phản ứng thì nó không có công bằng, đúng không, công bằng, công bằng. Đúng rồi thì nên anh Quốc Võ đã cũng cái kênh Quốc Võ cũng đứng ra để mà đưa những cái tin của chị Hằng có lợi thì đưa tin chị Hằng muốn nói gì thì anh Quốc Võ bỏ lên đại diện thôi đó thì bây giờ là nhưng mà Quốc Võ và anh Dũng Taylor cũng đã có một cái sự xích mích nhỏ về cái vụ mà anh Quốc Võ cũng không lâu với anh Dũng Taylor mà đi ra sân bay mà đón cái xác Chí Tài, nên hai anh đã bị xích mích rồi, nên bây giờ anh Quốc Võ vô bên đây và anh Dũng Taylor bên kia đó, và hai bên sẽ còn bùng nổ ra thêm nữa, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nha quý vị. Đó đây là cái sự tóm tắt của Phong Lê và anh Vũ Râu. Cái clip ngày hôm nay của Phong Lê và Vũ Râu nói chuyện là để tóm tắt cho các bạn biết lý do tại sao có sự việc chiến tranh giữa các vì sao xảy ra ở Bosa máu lửa này. Đúng rồi. Đó. Tại sao họ nói tại sao mình phải nói, tại vì họ bây giờ họ một giống như quá giàu. Đúng rồi. Quá giàu, nghĩa là cái chuyện này sẽ thứ hai nữa là quá nổi tiếng. Đúng vậy, quá nổi tiếng nên bắt buộc mình mới nói về chuyện này thôi đó. Đúng rồi. Thì bây giờ không nói chuyện này, nói chuyện gì vậy? Bây giờ mày nói cho tao nghe coi chuyện gì hay hơn chuyện này để mình nói. Đúng không? Đúng không? Đúng chính vậy. Xác vậy.
Rồi, bây giờ thì Vũ Râu và Phung Đợi Lê sẽ tạm biệt các bạn vào lúc này. Còn nếu mà mình có nắm những cái tin tức gì mà nó nóng hổi hơn, thì là mình và Phung Đợi Lê sẽ lên bàn loạn tiếp. Ok. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Bye bye, gặp sau.